Hello, con back to my channel Start Again được không? Các bạn có mình khám phá tới gần đầu tiên nào. Pika, xin đến here. New game.
Oh my gosh. Chuẩn kịp rồi. Mình sẽ thử ra đây. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Xin được nhiều chứ. Khi học sinh hiêng, chúng ta phát hiện các bạn sẽ phi chiếc máy bay thì chúng ta sẽ leo tới chiếc máy bay và các bạn sẽ được cứu thoát khoảng một lần. Các bạn phải tìm những ngôi nhà này và trả lời câu hỏi trong những ngôi nhà này.
này là ngôi đường cuối cùng khi các bạn trở lại sau. Mình sẽ ngoài đi. Những con đường mê cung rất là khó tìm luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ hai.
và mình sẽ sang được gặp thứ tư. Tựa game này hình như có thể là bị lắc rồi. Oh my gosh. Bị kẹt luôn đây rồi. Cái này phải đi nhanh không là bị kẹt luôn. Kẹt luôn tại cửa. Wow. Lại còn lại lòng.
Ok. Oh man, đi luôn. Ông ta rất là tinh. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái detail. Chắc chưa? Just sitting here. Cửa có chiếc chìa khóa màu xanh. Đây rồi. Ta điều một người máy. Còn ta điều các bị gai khác. Ok. Ba người.
Cái loài cần một chiếc chìa khóa màu trắng và một khẩu súng thì đang ở trong này. Biết mình tiêu diệt được họ không? Rất chiều rồi đó. Đó, các bạn cứ đi tìm và mở khóa, sau đó thì sẽ lắp cho anh chàng trên đầu kia một khẩu pháo. Lúc đó thì anh ta sẽ tiêu diệt xin hiểu. Sau đó các bạn sẽ được giải thoát khỏi nơi này. Và cứ 30 giây thì sẽ xuất hiện thêm một nhân vật nữa, càng ngày càng đông. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Đi rất là chậm luôn. Tiến sâu bên trong.
thì tội lần này có cả phải có cả lưới chạy cho Sinh nhá. Đây tốc độ đi rất chậm. Càng lúc các bạn sẽ càng to ra. Và dần dần các bạn sẽ to và khỏe nhất trong khu vực này. Ok, xong. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập kế tiếp theo. See you here, Horo. Rồi, các bạn sẽ đi tìm một chiếc chìa khóa. Chưa thấy chút gì quá đâu. Sau đó các bạn lại đi tìm những các phòng khác để tìm chiếc chìa khóa và mở chiếc xe này. Sau khi mở chiếc xe này, các bạn lại đi tìm tiếp món đồ tiếp theo, đó chính là những bình ga. Ở trong này thì có Sinh Hiên và ông ta đang đi lăn quanh trong ba bản đồ này. Rất là kinh dị luôn. Wow, chúng ta đang ở đây. Mình tìm ngay. Oh my god. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.